Alo bác sĩ 24 kính chào quý vị. Từ những năm 2000, kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo đã được ứng dụng tại nước ta. Song, do phải cắt bỏ nhóm gân cơ quanh gối để đưa khớp nhân tạo vào, khiến kỹ thuật này còn nhiều hạn chế như nhiễm trùng vết thương, bệnh nhân lưu viện dài ngày. Không những thế, sau vết mổ, tình trạng cứng khớp, hai chân không đều. Để giải quyết những biến chứng trên, giáo sư Hironaka Takafumi Nhật Bản, chuyên gia thay khớp gối hàng đầu thế giới, đã nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, ít đau, bệnh nhân vận động sau một ngày phẫu thuật và chỉ lưu viện 5 ngày. Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hợp tác với giáo sư Hironaka Takafumi, Nhật Bản đưa phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ hàng đầu thế giới về Việt Nam, mở ra cơ hội mới trong điều trị thoái hóa, hoại tử khớp gối, giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại vận động. Giáo sư Hironaka Takafumi, chuyên gia hàng đầu thế giới về thay khớp gối, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình kiêm giám đốc trung tâm phẫu thuật khớp Bệnh viện Đa khoa Takatsuki, giáo sư lâm sàng của Đại học Y khoa Kobe, giám đốc tập đoàn Aizenkai Healthcare, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki, trung tâm phẫu thuật khớp, khoa chỉnh hình và là người tiên phong nghiên cứu, ứng dụng thành công phương pháp thay khớp gối với đường mổ độc quyền không cắt bỏ nhóm gân cơ, dây thần kinh. Trong chương trình hợp tác, giáo sư Hironaka Takafumi đã trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân đơn nguyên chấn thương chỉnh hình. Giáo sư cũng dành thời gian trao đổi kiến thức chuyên môn xoay quanh nội dung, nguyên tắc thay khớp gối, ưu điểm phương pháp mổ mới và chia sẻ về đường mổ độc quyền của mình. Đặc biệt, dưới sự cố vấn chuyên môn của giáo sư Hironaka Takafumi, tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Huy, trưởng đơn nguyên chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và ekip mổ đã phẫu thuật thành công ca thay cả hai khớp gối cho bệnh nhân 70 tuổi, ứng dụng đường mổ ít xâm lấn, bảo toàn gân và cơ. In the Western countries, such as the US, UK, and European countries, it is limited in the very limited hospital. So, but I will instruct this method to this Hong Kong hospital. Đường mổ dưới cơ lòng trong là một cải tiến trong phẫu thuật khớp của giáo sư Takafumi, giúp bảo tồn toàn bộ gân cơ, giúp bộc lộ vùng phẫu thuật một cách dễ dàng. Ngoài ra, sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể dễ dàng đứng lên, ngồi xuống, đi bộ, đạp xe, leo núi, tránh các nguy cơ trật khớp, lệch trục, vẹo gối. Giúp giảm đau sau mổ, bệnh nhân có thể đi lại một ngày sau phẫu thuật và chỉ cần lưu viện 5 ngày. Phương pháp mới này còn giúp giảm tỷ lệ mất máu trong quá trình phẫu thuật, nhanh lành thương hơn và có thể áp dụng trên nhiều đối tượng bệnh nhân, kể cả các bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền. Ngoài ra, khớp gối nhân tạo được thiết kế cá nhân hóa giống 99% khớp tự nhiên, vừa vặn với trục chân của mỗi bệnh nhân, giúp cân bằng hai chân, dáng đi tự nhiên, vận động trơn tru. Khớp được cấu tạo từ titanium và nhựa sinh học, thân thiện với kết cấu xương, có độ bền trên 20 năm. Một ngày sau phẫu thuật cả hai khớp gối, bệnh nhân có thể tập đi trở lại và sau quá trình tập phục hồi chức năng có thể hoàn toàn trở lại với sinh hoạt thường ngày. Phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bệnh viện tiếp nhận phải có nguồn nhân lực, y bác sĩ giàu chuyên môn, kỹ thuật viên phòng mổ, đội ngũ y tá chăm sóc sau phẫu thuật được đào tạo bài bản về chấn thương chỉnh hình, thay khớp gối. Đặc biệt phải có sự liên kết, hội chẩn giữa các khoa, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa gây mê hồi sức để đưa ra phương thức giảm đau phù hợp, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân trước, trong, sau mổ. Hệ thống dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng đảm bảo can thiệp chính xác, hệ thống phòng mổ vô khuẩn tuyệt đối, an toàn, tránh nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Hỗ trợ phục hồi chức năng ngay sau mổ, phù hợp với từng bệnh nhân, giúp hồi phục vận động sớm, tránh biến chứng. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn toàn cầu về phẫu thuật ngoại khoa, được chứng nhận bởi Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh RCS và đã trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tiếp nhận chuyển giao phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ của giáo sư Nhật Bản. I hope this opportunity collaborating with Hong Kong Hospital will improve doctors to learn the doctors the new methods and will improve the patient outcome. Thank you. Chương trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật thay khớp gối không cắt gân cơ giữa giáo sư Hironaka Takafumi Nhật Bản và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là cơ hội giúp các y bác sĩ học hỏi và là ứng dụng kỹ thuật thay khớp gối hàng đầu thế giới, giúp bệnh nhân tiếp cận với những phương pháp mổ hiện đại ngay tại Việt Nam với mức chi phí hợp lý. Phần lớn bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp và quá trình phục hồi chức năng đều tìm lại những bước đi vững chắc, hai chân cân bằng, vận động linh hoạt như khớp thật. Bệnh nhân có thể dễ dàng đứng lên, ngồi xuống, leo cầu thang, leo núi, bơi lội, nhanh chóng trở về với sinh hoạt thường ngày mà phương pháp khớp gối cũ không thể làm được. Những thông tin về phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ tại Bệnh viện Hồng Ngọc đã khép lại Alo Bác sĩ 24 hôm nay. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.